sương, mấy đời gì ghẻ mà thương con chồng. Đó là câu chuyện tôi chuẩn bị kể với các bạn về câu chuyện tấm cám. Mời các bạn cùng xem. Mẹ con nhớ bụng quá. Để mẹ con tắm đâu rồi? Ra lấy bao biểu. Dạ mẹ đi con. Mẹ làm gì từ hồi sáng tới giờ chưa bóp cơm cho em ăn? Dạ con làm sắp xong rồi. Mẹ làm gì thì chỉ cho tao nghe coi. Sáng con đi chợ mần cá, rửa chén, nấu cơm, giặt đồ, con sắp làm cơm xong rồi. Có nhiêu việc đó một tí đồng hồ cũng là không rồi. Anh cho tao mà còn cãi tao nữa hả? Mẹ ơi, tha con mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ ơi, tha con mẹ ơi. Mày lát mày nổi tay quá, mày đi làm việc đi. Con mình đối xử với con tắm như vậy, người ta sẽ nói này nói nọ. Hay bây giờ mẹ cho con với chị tắm đi câu cá, ai câu được nhiều cá nhất sẽ được bánh và quần áo mới. Không câu cá bằng chị tắm đâu mẹ ơi. Mẹ có cách. Trong lúc câu cá, cám chỉ biết ngồi ngủ, còn tắm đã chuyên cần từ nhỏ nên tắm câu được cá nhiều. Cám ơi, dạy em, ở đây có cá bự lắm nè. Dạ. Vậy sao? Chị tắm luôn ta. Chị tắm câu con cá bự quá. Chị tắm ơi, em nó bự. Thôi, em nó bự quá, chị qua bên kia. Chị hái cho em chiếc kia đi. Cám lợi dụng chị Tám đang hái trái, cám lấy cá của chị Tám chạy về. Cám ơi em đâu rồi? Ủa cám mình đâu rồi? Con nằm con khóc vậy cá ở Tám. Sao đâu con nè, để thánh chỉ con nè. Con về con cầm cá này con về con bỏ vô lu á. Mà con nuôi nó đi. Dạ. Nhưng mỗi lần con cho ăn con phải kêu là bóng bóng loang bang lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta. Chớ ăn cơm hỏng cháo hoa nhà người, con nhớ câu đó mới lên ăn con. Dạ. Dạ, thôi để thánh bye bye con, để thánh đi đây. Dạ. Sau này sẽ chúng sẽ giúp con á. Để thánh đi, con cầm cá gì đấy con. Mày xuống mày mòn cái cho tao, cho em ăn đi. Dạ. Tắm bời làm theo chỉ dẫn của Đại Thánh. Bông bông mang mang lên ăn cơm vàng con hạt hạt ta, cứ ăn cơm thẳng cháu hai nhà người. Bông bông mang mang lên ăn cơm vàng con hạt hạt ta, cứ ăn cơm thẳng cháu hai nhà người. À, chị hắm nuôi con về kìa mẹ, đúng là mẹ lách nó ăn thử đi mẹ. Ừ. Mẹ con nói không được. Để mẹ suy nghĩ coi. Hả mẹ nghe con nhỏ nó nói là bong bóng vang vang lên.
con ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm mặn chớ qua nhà người. Được rồi nè con. Dạ. Rồi chúng ta đi mặn thịt nó thôi. Dạ. Bông bông mang mang lên ăn cơm vàng cơm hạt nhà ta, chớ ăn cơm thẳm chớ qua nhà người. Bông bông mang mang lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm thẳm chớ qua nhà người. Ủa con cá của mình đâu rồi? Hả? Con lại khóc, có chuyện gì mà lại khóc nữa vậy Cám Tâm? Con không thấy, con tự nhiên con lại con cho cá ăn mà con không thấy đâu hết. À cá con chắc bị gì kẻ con ăn nữa rồi. Vậy con kiếm sơn đi, con chôn vào góc vườn đó. Thì sẽ sau này sẽ giúp cho con. Con lại đánh đi đây, con thấy nghe là sẽ thắng nghe chưa? Dạ. Mày khóc lắm con. Dạ. Tắt đi đây. À, xin tắt cá của ta đi rồi, tội nghiệp cá của ta quá. Ở làng có lễ hội, mẹ con Cám chuẩn bị đi lễ hội. Hai mẹ con mình sửa soạn xong rồi, chúng ta đi dự hội thôi. Ủa con đi tắm sao mẹ? Để mẹ nghỉ Cám. Nhà đó có cách rồi. Cô mẹ con làm việc nhà xong rồi. Đâu xong đâu mà xong. Còn một gỗ rau đây, mày phải lặt từng cọng, cọng rễ, lặt người ta tính sổ với mày đó. Dạ mẹ. Hai mẹ con mình đi thôi. À, mày lặt từ cọng rễ cho tao. Nếu gãy cọng rễ tao đập mày đó. Dạ. Vậy thôi con gái. Cuối cùng Tấm cũng được sự giúp đỡ của đàn chim sẻ. Tấm đã làm xong công việc và Tấm chuẩn bị đi lễ hội. Con lại làm gì khóc hoài vậy Tấm? Tại mai là lễ hội, con không có đường mới để đi dự lễ hội. À, để Thánh hiểu rồi. Hôm trước để Thánh dạy con, kêu con là giấu con cá chỗ góc vườn phải không? Hôm nay con ngày định tới ngày để hỏi con vô đó con lấy là có đồ mới cho con à? Dạ. À, đồ đẹp quá, cảm ơn đại thiên đại thánh. Tấm có được đồ mới, Tấm rất vui mừng và chuẩn bị đi lễ hội. Buồn quá, Quân Hầu đâu? Dạ có. Giờ ta sẽ dẫn ngươi đi dạo để coi dân chúng sống như thế nào. Dạ thôi bệ hạ. À đi thôi. Muôn câu bệ hạ, ở bên làng kia có một lễ hội đông vui lắm, chúng ta lại xem đi. Rồi chúng ta cùng đi thôi. Ờ để mẹ xem coi con nhỏ này sao có đồ mới được. Vui. Ủa, câu dạy của ai vậy? Quân Hầu đâu? Dạ có. Ngươi hãy lệnh chiếc dài này. Ủa, câu dạy của ai vậy ta? Quân Hầu đâu? Dạ có. Ngươi hãy lệnh chiếc dài này. Ai mang được chiếc dài này là sẽ làm vợ của ta. Quân Hầu đâu? Dạ có. Ngươi đi đến, ngươi đi đến đường làng kia. Ngươi nói là ai mang được cái giày này là sẽ làm vợ của ta.